chào cô mọi người nha. Hôm nay mình đi đi bắt con chuột nha mọi người. Tao mời mọi người đang bận bận quá có học vào đi. Con chua. Bắt được con chuột đực nhé các bạn nhé. Yeah. Rất là to luôn. Chưa to không luôn. Chuột như thế này mới mà chất đấy các bạn. Đây là con chuột đàn ông nha mọi người. Con chuột không lồ. Đấy luôn. Hôm nay thì mời các anh em khác nhé các bạn. Anh em khác thì bắt chuột giỏi hơn nhé. Đấy. Con khi vừa chết rồi. Khá chết rồi. Còn con này chưa giết nữa các bạn nhé. Con này thì chuột đực nhé các bạn nhé. Là chuột lại. Đây chuột chồng, chuột vợ nhé. Hôm nay thì cũng đành chịu các bạn ạ. Cũng là phá đi người ta các bạn ạ. Đấy. Bên này thì bờ còn bên này thì cây rồi nha mọi người. Bữa trước thì mình đào hàng chuột giữa chỗ đạ kia nha mọi người. Đó. Đây này các bạn. Chỗ đây mới là con chuột ở. Cái này là nhà chuột nha mọi người. Đó. Mình gom đá rồi nó vào nha các bạn nhé. Nó làm nhà chỗ đấy để tránh mưa. Đó. Để tôn bình luận lịch sử rồi đi bình luận luôn bùng mai ngang để tập bộ rút do to bằng cả số người chạy cơn bạc ngang tôn đây rồi buồn rút tao tai cái đây mà bình luận chơi sức nhanh mới đã rút con luôn mất tâm lắm này ăn lập tan này nó khí bình rung mơ con chuột rừng nó cũng rất là thông minh các bạn ạ. Đây nó phong như xe luôn. Ở chỗ này gần 10 con nhé các bạn nhé. Đây này. Đó, con này thì gần nút cái ngón tay của mình rồi nhé. Đây này. Mẹ đi mà rút bên này. Được một con trưng hay vậy. Kết nối chưa? Hôm nay thì có Suy tham gia nha mọi người. Vừa là bàn mỡ nha các bạn. Đó. Con này. Đó là hạt ảo. Con này biểu. Con loại này biểu. Ừ. Con bắt. Con nó. Chuột này nó rất thông minh các bạn. Mình ắt bấy thì nó không có dính đâu nhá. Ở đây thì mình lên kế hoạch bằng cuốc thôi nhá. Rồi bẫy đạ. Rồi cầm một mô. Một đằng chạy rất nhanh mà ai ai tôm từ từ hụp. Tình tình tổ chị đề. Ngon tay này ra mò này, này cái chuột kênh này. Đó thì ai biếu đi cái này hai cái. Đó, chỗ này rất là lớn luôn. Theo phong tục nói tiếng Bana thì cái này thì con cái này. Cái này hả? Cái này là con cú phô. Đây cho mọi người xem nhé. Đó. Con hiệp rốt ạ. Cái này thì nó không dám ra nhé mọi người. Đó. Mà sợ virus corona.
cho nội chơi luôn. Ai biểu anh bắp cùng người ta. Cho nó man sức khỏe để chế tạo. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changed.